Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng là án điểm thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao đây? Luật sư nhà báo Lê Quốc Quân, cựu học trò của ông Lưu Bình Nhưỡng khi còn là sinh viên Đại học Luật, trong bài viết đăng trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 17 tháng 11 cho biết như sau. Mới đây tôi được nghe từ một người bạn đang làm trong chính phủ rằng trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Bài viết Tiếng Nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết đăng trên báo Công an vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 của tác giả Đỗ Cảnh Thìn. Điều đó hoàn toàn có cơ sở nếu chiếu theo bài viết với tiêu đề Tiếng Nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết đăng trên báo Công an Nhân dân. Tác giả là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Mở đầu bài viết, tác giả nêu vấn đề rằng bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần thái độ xây dựng thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động. Rõ ràng tác giả Cảnh Thìn đã không nêu tên cụ thể, nhưng chắc chắn ai quan tâm tin tức chính trị sẽ nghĩ ngay đến cái tên đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Theo quy định của pháp luật, bất kể ai có hành vi đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động liên quan tới công tác nội chính của Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ bị ghép vào cái tội chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tội danh hình sự đã được quy định tại Điều 117, chương 13 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung vào năm 2015. Kể cả ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, cũng không được loại trừ. Sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, giới quan sát cho rằng khả năng cao đây là hành động trả thù của cơ quan tư pháp, trong đó có Bộ Công an và ngành tòa án của nước Việt Nam. Vì trong nhiều năm qua, khi còn là đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Lưu Bình Nhưỡng là người đã phê phán Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm và ngành tòa án của chánh án Nguyễn Hòa Bình mạnh mẽ nhất. Xin dẫn ra các chứng cụ thể như sau. Thứ nhất, ông Nhưỡng nhận xét về báo cáo của Bộ Công an rằng tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp, tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76%, v.v. Phát biểu này đã khiến nhiều đại biểu của ngành công an phản ứng dữ dội, nhưng ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Vào năm 2020, khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an bằng chuyện tượng nhỏ nhưng đã làm mất mặt Tô Lâm tại nghị trường bằng bài phát biểu rằng cứ vào dịp lễ, Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ. Đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để anh em không làm chuyện này nữa. Cặp đôi Bộ trưởng Công an Tô Lâm và chánh án Nguyễn Hòa Bình. Với các vụ án có dấu hiệu oan sai như vụ án Hồ Duy Hải với trách nhiệm rõ ràng thuộc về chánh án Nguyễn Hòa Bình, ông Nhưỡng đã đánh giá như sau. Dư luận cho rằng phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã đưa dựa trên tư duy quan niệm mang tính buộc tội, vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự. Mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu quan điểm đại ý rằng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã không xem xét công tâm, khách quan, khoa học đúng đắn đối với các vi phạm tố tụng của cơ quan điều tra. Có thể nói nhiều vấn đề tất khuất bị che lấp như thời gian thực hiện hành vi phạm tội, thời điểm nạn nhân chết, các vi phạm trong việc thu giữ dấu vân tay, mẫu máu, vật chứng, v.v. Đặc biệt là việc loại trừ các nghi can khác trong vụ án. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng phê phán chánh án Nguyễn Hòa Bình rằng không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng hay không đúng pháp luật. Và còn rất nhiều những điều tiếp diễn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hiện nay, công luận đánh giá rằng việc tập trung mũi dùi được cho là quá mức vào cơ quan bảo vệ pháp luật tới mức
có đại biểu Quốc hội thuộc Bộ Công an đã nói trước nghị trường Quốc hội rằng cử tri trong ngành công an sục sôi phản ứng với phát biểu của ông Nhưỡng. Đó là nguồn cơn của việc cựu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói về đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó đợi đấy. Và bây giờ Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội đã vào nhà đá theo lời nguyền đối với thằng khóc thuê của Lưu Bình Nhưỡng mà những vị quan chức trước kia đã nêu. Nhưng công luận quan tâm rằng trách nhiệm của những người liên quan tới bị can Nhưỡng sẽ bị xử lý ra sao, nhất là khả năng cao vụ án này sẽ là vụ án điểm liên quan đến tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong số những người liên quan phải kể đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong vai trò chống lưng, còn có Võ Văn Thưởng trong vai trò đồng phạm giúp sức bằng các tin nhắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin nếu Lưu Bình Nhưỡng bị ghép tội chống đảng và là án điểm thì Huệ và Thưởng sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dung trà, cá nhảy, Tô Lâm bắt Lưu Bình Nhưỡng, buộc Võ Văn Thưởng lộ diện. Vụ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội, bị bắt khẩn cấp tại sân bay Nội Bài sau chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, được đánh giá là một vụ việc rất phức tạp. Liên quan đến cuộc đấu đá ở thượng tầng cung đình giữa các phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13, chính thức tuyên bố sẽ nghỉ sau 3 nhiệm kỳ giữ chức Tổng Bí thư. Đây được coi là tiếng còi báo hiệu cho cuộc đua nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 chính thức bắt đầu được khởi động. Dư luận chê trách Bộ trưởng Tô Lâm đã mượn tay Công an Thái Bình để bắt khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng, một đại biểu Quốc hội được lòng dân, người đã từng làm rạng danh cho quê hương Năm Tấn, trong khi chưa có bằng chứng gì chắc chắn cả. Vì nếu có chứng cứ ông Nhưỡng phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tại sao không chịu công khai? Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt và khám xét với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài. Nhưng ít người biết, việc bắt giữ khẩn cấp và khám xét ngay tại sân bay Nội Bài, một nơi đông đúc, và các biện pháp như lục soát đồ đạc tư trang cá nhân của ông Nhưỡng là hành vi cố ý làm nhục để hạ bệ hình ảnh đại biểu Quốc hội vì dân. Không chỉ là việc truy tìm chứng cứ liên quan đến các thế lực trong Đảng đang tìm cách đá đít ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình ra khỏi cuộc đua chính trị, mà còn là cách để hạ nhục lẫn nhau. Không có lửa thì làm sao có khói? Đừng chỉ trách hai ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình trong vụ việc này. Kẻ đã châm ngòi cho cuộc đánh đấm nội bộ này, đó thực ra có thể là ông Võ Văn Thưởng. Thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 132 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đối với các cơ quan tư pháp. Nghĩa là việc vi phạm của các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án các cấp trong các hoạt động tư pháp sẽ được kiểm soát chặt chẽ và bài bản hơn. Công luận thấy rằng ông Nguyễn Hòa Bình có tật giật mình, liên tục thanh minh, vì bản thân ông chánh án Nguyễn Hòa Bình sợ nếu Bộ Chính trị xem xét về kỷ luật về các bản án oan sai, khả năng ông sẽ bị loại khỏi cuộc đua nhân sự tại Đại hội 14 sắp tới. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Việc chánh án Nguyễn Hòa Bình ra lệnh cho Tòa án tỉnh Thanh Hóa thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh được coi là hành động đổ dầu vào lửa, bất chấp phản ứng của dư luận trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, trước đó, luật sư Lê Văn Hòa, người bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tử tù oan Nguyễn Văn Trưởng, đã vận động cộng đồng gửi đơn và tin nhắn tới ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và đã thành công. Khi đó, theo luật sư Hòa cho biết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhận tin, nhắn và đang có chỉ đạo giải quyết. Ở thời điểm đó, nhà báo Nguyễn Đức, cựu biên tập viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trên trang Facebook cá nhân cho biết,
ông Lưu Bình Nhưỡng vào sáng ngày 5 tháng 8 đã gửi tin nhắn cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Sau đó, ông Nhưỡng thông báo rằng ông đã nhận được phúc đáp và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng tin nhắn với nội dung đã nhận được tin nhắn của anh và đang cho giải quyết. Nhà báo Nguyễn Đức lúc đó còn đưa tin và ảnh về việc ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp bố mẹ tử tù Nguyễn Văn Trường tại trụ sở tiếp dân của Quốc hội vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023. Kèm theo thông báo là hình ảnh ông Lưu Bình Nhưỡng và các nhân viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trường được cho là thân mật trọng thị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Những tin nhắn trao đổi giữa ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có liên quan gì tới nhận xét của kiến trúc sư Dương Quốc Chính về việc bắt giữ khẩn cấp và khám xét rất tỉ mỉ đối với ông Lưu Bình Nhưỡng ở sân bay Nội Bài? Điều này có thể cho thấy rằng trong hành lý của ông có thứ gì đó nhạy cảm, có thể được coi là tang vật, có thể là tiền, tài liệu, vân vân. Và chắc hẳn ông vừa mới gặp một nhân vật nào đó về nên cần bắt ngay để mà thu giữ tang vật. Quan trọng hơn, theo giới phân tích, những diễn biến trên cho thấy trong các thế lực chống lại Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình lại có thêm một mũi tên nữa của tứ trụ, đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Một khi Võ Văn Thưởng chính thức lộ diện trong cuộc đấu, sẽ còn có nhiều diễn biến kịch tính thêm. Xin quý vị theo dõi tiếp ở những chương trình sau của Thời báo.de. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dung trà cá nhảy, Tô Lâm bắt Lưu Bình Nhưỡng, buộc Võ Văn Thưởng phải lộ diện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.